đầu hay chồng mình lại ăn bít tết tiếp mọi người ơi. Anh, hồi đó có vô bếp làm đồ ăn cho người yêu ăn không? Có chứ. Có hả? Ừ. Rồi nó có khen không? Lúc nào nó cũng khen, đến giờ nó gặp anh nó cũng nhắc mà. Ồ vậy hả? Bữa nào á hả? Mời nó lại ăn anh. Trời, chuyện nhỏ. Chuyện đủ lớn rồi. Nó là thấy mít con vợ rồi, có một con nó được con gái với cái cá kê kho tiêu của anh. Cá kê kho tiêu hả? Kho tiêu với cái mỡ. Trời, chắc hồi đó mà giỏi vô bếp nấu ăn mỗi ngày không? Không đâu, hứng nấu hứng thôi em ơi. Thế hả? Trời ơi, chắc nó cưng vậy lắm hả? Hả, à, cưng nó không cưng đâu mà nó chịu chút xíu thôi. À, nó chịu cái gì vậy? À, biết nè. Ủa, nó chịu anh mà anh không biết là sao? Nhiều quá, ai biết được. Trời ơi, nó chịu gì? Nhớ, chịu cho tiền mua hộp tròn hay là mua xe Mercedes đồ hả? Anh đâu cần mấy thứ đó đâu. Chứ nó chịu gì? Chịu cái đó rồi. Vậy chịu gì vậy? Nó nghe chơi kìa. Nó tâm sự mỏng nghe không, chơi kìa. Nó không có tâm sự được. Cái đó chuyện giữa mấy người. À, chuyện mấy người. Bí mật hả? Ồ, vậy là hiểu rồi, mình hiểu rồi đó. Mình hiểu rồi đó, ông nói vậy là mình hiểu rồi đó. Chuyện bí mật của người ta chứ tâm sự. Ai biết được, dụ nói được, nói không nói được thôi, làm ghê vậy, dụ được không được thôi. Trời ơi, giỏi quá ta. Chồng tôi hôm nay giỏi quá. Dụ có biết hả, muộn nào. À, tại mấy bữa đâu có giỏi đâu, bữa nay mới giỏi. Đầu bếp văn kinh cúc đó mọi người. Văn cái cúc cúc cúc. Đam mê ăn bít tết lắm. Đi chợ là bít tết. Tầm tới. Anh. Hồi đó qua đây bị gái dụ hay dụ gái trước vậy anh? Em nghĩ đàn ông bị gái dụ hay là mình đi dụ gái. Ai biết thì không biết mới hỏi. Mấy đàn ông mà bị gái dụ là mấy đó hết xài rồi, mình phải đi dụ gái. Ồ, ai biết đâu, trai tơ mới lớn bị gái nó dụ, gái tây nó dâm quá, nó đè nó dụ. Không có đâu. Hả? Mình phải đi dụ gái chứ gái nào dụ mình. Ừ. Lần đầu tiên bị gái dụ hả? Không có đâu. Hả? Hay là đi dụ gái sao kể nghe chơi coi. Không biết. Hả? Dù quến nó sao? Không biết. Mọi người thấy không? Giấu không? Nổi không? Giấu không? Mốt tôi tra tấn nó cũng khai à. Người bộ xạo xạo vậy, giấu vậy, bữa tra tấn cũng khai à. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mới ngủ dậy rồi cái xong cái ông xã xong sóc vào bếp làm biscuit cho ăn, cho nên bây giờ để nguyên mặt mộc và ngồi ăn cùng tám với tất cả mọi người luôn, cho nên đừng có chê em xấu gì nha. Chưa có bắt cóc nè, chồng vào bếp nè, giỏi chưa, làm biscuit tiếp đó, nhìn ngon không bạn. Cái này hai bữa trước hai vợ chồng đi chợ, hai chồng đi chợ mua cái cục bò này nè, và để vô tủ lạnh hai ngày nay rồi, bữa nay bắt đầu mới lôi ra chiên. Anh chiên chín cho em luôn hả? Còn cái kia là chiên tới hả? Ừ, anh sống à. Em ăn sống rồi mà không ăn chín. Ở đây đi em, má này em mít ăn bánh mì.
đổ quá. Nên mày đổ rồi cho. Này măng tay mọi người. Năng măng tay xào. Sao mình nướng lại. Này chồng mình ổng xào xong rồi ổng nướng rồi, bỏ lên bếp nướng rồi cho nó thơm. Ngon quá, cảm ơn xã. Con ăn không biết nữa. Cắt cho tay lại nữa. Này con. Cảm ơn. Chê là nếu phần chắc là em đút còn no. Con đút còn em đút cơm á. Hai dĩ còn dĩ nguyên đóng lửa để hai dĩ. Sao vậy? Ai chọc lên khóc vậy? Ừ. Cảm động mới khóc. Ừ. Dạ. Nước nó ăn ngọt. Nó ăn nhờ cái nước ngọt. Nó ăn cái bọt á. Ừ. Rồi thuốc nó ăn. Cái măng này người ta bỏ người ta nướng á, để lên nguyên trên bếp nướng luôn anh ha. Ừ, nướng nha, ăn barbecue á, barbecue vậy á. Ừ, lò than nướng. Nướng cái hành, hành lá này cũng nướng. Cái này một bó ha. À. Nhiều quá ha. Bữa chị lo mua chị nói như bằng máy hả? Ờ. Bó của chị là hai bó chị mới vô bó này. Bó này cũng đồng máy hai đầu. Ngày bữa hình như là 7 mấy sen đúng không? Đồng 99. Ờ. Rồi nó nhiều ha. Tại vì nó ăn gian, chợ nó ăn gian, nó nói tiếng giảm giảm chứ nó bỏ bớt ra. Chị lo mà chỉ mua một bó là một đồng 29. Ừ. Hai bó mới nhập vô bó này nó lời hết. Ừ. Nó cho nó ít ram. Cái bánh tét này nè mà ông xã mình mà ông giao cho mình chiên một cái là coi như là ăn củ mục luôn mà không có gần chiên bánh tét. Cho nên mỗi lần ăn cái món này là đầu bếp phải chấu tài. Nó ngọt quá. Phút gì này thì em vẫn còn dài. Nó non mà nó vẫn còn sớt. Cái mùi nó không có mùi măng ha. Măng lên giống như măng vậy thôi ha. Ừ. Chứ đâu có là măng đâu. Cái mùi nó không có mùi măng. Cây nó giống như cây tóc tiên nè, cái lá cũng tóc tiên mở lên thẳng giống như cây thì là vậy. Ừ. Cái này hả, nó xào mở vô nướng hành đó. Nướng mà nướng đem ăn nướng hành nướng mọi người.
xài xào xong nướng rồi nó bị mềm á, nó không ngon. Cái này là ăn trưa luôn à? Ừ. 12 giờ rồi mọi người. Ăn trưa luôn, ăn sáng rồi ăn trưa. Cái này một dĩa hai miếng hả ha anh? Ừ. Là ăn trỏng vằn hả hay là cái này là một dĩa vậy? Này là một dĩa. Ừ. Ăn hai dĩa. Lựa được có hai dĩa. Nó nhiều lắm nhưng mà nó ra thật nó ngon. Nè, ông xã mình không khoái ăn gì nè mọi người. Nó hơi đỏ 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 vậy. Mình thì mình thấy nó mình ớt ớt. Ừ, đỏ. Nhưng mà thật sự khi mà thịt bò mà ăn chiên đỏ đỏ vậy thì nó mềm. Nó không có bị khô. Vì á bà cũng đâu ăn sống được đâu. Vì bà ăn bà ghĩa, ví dụ như anh chiên sống đi ghĩa vòng ngoài. Cái này là được nè mọi người, cái này là chín vừa nè. Còn cái hình nãy mình đưa mọi người coi là cái đó nè, nó đỏ luôn. Đỏ gì? Thịt bò mà không ăn đỏ mà giống như sống vậy mà. Giống như là không có nấu luôn. Lúc nào mà trời nó ấm không? Lạnh. Lạnh. Quả sẽ bị nồng lên nó mũi. Nhưng mà ăn thì ăn quen rồi nó đã nồng nồng. Không biết gì bé ăn quả rồi được không á? Chị lo hả? Chọt nó không đúng. Nó nhỏ quá. Ăn tay nó tốt bây giờ. Nó giòn, đúng đúng đúng. Trong miếng thịt anh chiên bên này chín mà bên này thì nó còn tái. Bây giờ bên mỏng. Nó dày quá, đâu trời nó chín rồi. Nó chín rồi kia nó khô rồi không? Nên giật này ngồi đây chỉ làm kiển thôi. Không có ăn. Ăn hồi ngán quá. À, có gì con? Con ăn măng không? Nè mẹ cho con cây nè. Ăn đi. Trời ơi. Bậy rồi. Không mà. Trả mẹ đi. Mâm đi. Bỏ miệng mâm đi. Không có chơi nha, dơ nha. Chưa tay. Đi ra nè, tao dơ đâu? Gió tao giết kìa bà.
đây nó có ngọt ngọt, ngọt. Ăn đã. Giòn giòn. Giòn ngọt. Con thấy cái chủ cái trang trại mà có trồng măng tây này năm. Nó lên là người ta bẻ lên, người ta bẻ ra đâu để cho nó leo dây đâu. Nó hình thân. Giống như cái tre mà nữa. Nó lên cao mà nó bẻ. Cao nó hơi già. Bẻ được có chút xíu cái đọt. Em thấy từ dưới mặt đất lên nó như vậy. Tạm. Nó chạy cái xe. Cái đầu lật bỏ ra. Nó có trồng. Ừ cái nè, cái có mấy cái cây mà nhỏ, có mấy cây nhỏ thì cỡ này thì nó chưa bẻ thôi. Chứ mà còn cao như tầm hồi nãy vậy là nó đoạn bẻ hết trơn. Ngán quá à. Ăn mới đứa cục mà ngán quá à. Anh thích ăn mỡ không? Được rồi. Mở người bỏ ăn mì đấy. Em ăn thịt này em no. Được nhau thật hết trời. Giờ mình không đủ dám ăn. Ăn thử hết. Ở bên bển là đâu ăn tiết kiệm mà anh nói gì. Làm cũng là tiền phải tiết kiệm thôi. Rồi đồ ăn mắc nữa, thịt bò đồ mắc. Không ăn được. Được. Cặp tối này. Rồi ăn măng. Em ăn hết cục này là em cũng thứ dữ. Đợt rồi em ăn em cũng đâu ăn hết đâu. Em ăn cũng không hết dư anh đó. Mà em ăn hết rồi em ăn thứ dữ rồi. Em ăn thứ dữ, làm gì dữ. Cục cũng cục cho nửa ký mà hết là dữ. Cục có nửa ký hả? Ừ. Mỗi người có một sở thích. Xong rồi đó, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Và chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau.